Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Nhật. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên cho các bác vài mã đài đĩa này. Nhiều bác hỏi em đài đĩa quá. Với lại vài mã đài cassette lên cho các bác mấy cái nồi cơm. Các bác xem video thì cho em xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin chi tiết liên hệ các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ lên đài đĩa cho các bác đi. Đây. Một em Sony CFS CF gì CFD S100. Hình này là cái hình gì này, hình thù gì này. Rất là hay các bạn. Đó, nút niếc anten đầy đủ quá nhá. Em test thử nào. Ở đây vẫn còn sống rồi con này, có đờ điện rồi nhá. Đây radio, đây radio này là dò tự động các bác nhá, con này giải tần 108 các bạn. FM AM đây đang dò tự động này. Và tự động nó hơi lâu thì các bác chờ em một tí. Em dò cho các bác. Và các bác chỉ cần giữ lì cái nút này là nó dò tự động radio các bác nhá. Đấy, nó tự dò đến khi nào nó dò được kênh nó dừng lại. Thông qua cử chỉ. Đó. Đồng thời có thể thực hiện trên Apple TV, sử dụng iPhone làm camera. Đấy. Với tin nhắn, cái dòng này bắt radio quá nét luôn các bạn. Tổng hợp hết vào một không nơi. Có tí sạt sẹt nào luôn. Giúp người dùng dễ truy cập hơn khi nhắn tin, đồng thời có thể tự tạo nhãn dán từ ảnh hoặc video. Ứng dụng cũng bổ sung thêm các bác về dọn các xét thôi. Vốn chỉ có ở ứng dụng. Em thử cái đĩa này thì cái mắt này cũng học được sao. Nếu mà con nào không chạy CD các bác về các bác lau mắt hoặc các bác thay mắt thì là được các bác nhá. Có con thì em thử có con không đâu các bác. Ở đây con này chạy nhận CD này. Đó, con này có nhận CD này các bạn này. Đấy, âm của nó, chất âm của nó quá hay luôn này. Đó. Con này có nhận CD nhá các nhá. Radio ngon lành giải tần 108. Đấy, nút niếc anten đầy đủ hết này, hình thức còn ok các bạn nhá. Mã đầu tiên của ngày hôm nay. Mã số 140. Bác nào lấy thì em để với giá 400k. Quá rẻ rồi các bạn. Đấy. Còn như này các bác lấy về nghe radio, mua thêm cái đĩa CD nữa thì thôi chấm hết luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ lên cho các bác một em iWire. ES200, CSD ES200. Con này hình thức còn ok này con này. Nhưng chỉ cái nút này hơi tụt tí thôi. Đấy. Anten này thì thiếu thì em kiếm cho các bác anten vứt đây nhá. Các bác về tự chế cháo thôi. Còn em tìm được anten cùng này thì em không biết đâu. Thế Vinh, bạn dẫn âm nhạc. Đấy, radio ngon lành này. Radio dò giả tần 108 các bác nhá. Con này thì dò tay này. Rất là tiện này. Đấy, đã là 108. Con này thì các bác phải về dọn các set này rồi. Đấy, radio thì bắt rồi nhá. Em thử cái đi CD này thử cho các bác xem nào. À, có nhận đĩa này. Có nhận đĩa nhưng mà chưa thấy chạy các bạn. Đấy.
À đây. Chạy nhanh lên nhá. CD có nhận nữa nhá. Đó. CD con này cũng chạy này. Đó, CD cũng chạy. Giải tần 108. Đây, CD chạy nhá. Một em iWire. Radio ngon lành. CD cũng có nhận, các bác về dọn cassette thôi. Này. Mã này là mã số 141. Bác nào ưng thì em để với giá là 500k các bác nhá. Con này hình thức quá ok luôn. Đấy. Đây. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em này đi. Hôm nay làm gì này? TKT. Đấy, con này hơi bụi. Này. Nhưng chất bãi rồi các bác, em cũng chưa lau đâu. Đấy. Có sao lên cho các bác vậy. Hình thức còn quá là đẹp. Con này hình thức. À. Radio giải tần 108 có nhận đấy các bác nhá. Con này kẹt cửa băng rồi, cassette thì kẹt rồi. Rồi con này thì các bác phải về thay mắt này rồi. Có CD nhưng các bác về thay mắt thôi. Đó, radio thì bắt ngon lành nha các bác nhá. Đấy, hình thức còn thế này đây. Nút liếc anten đầy đủ này. Radio mã một tần 108 có nhận nhá. CD này thì các bác phải thay mắt thôi. Mã này là mã số 142. 142. Tình trạng này thì em để cho các bác rẻ thôi. 350k. Đấy, về các bác dọn nhá. Đấy. Quá ok luôn, 350k con này. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em này đi, em này hình thức còn đẹp này. Em này như em Iva hay sao đấy. Logo này em hình như em đoán là Iva hay cái gì đó. Iva. Nút niếc anten đầy đủ này. À có vào điện đây coi này. Đấy. Con này CD đi mắt tụt rồi, con này về các bác dọn mắt thôi, hay mắt đi là được. Đây, cassette này, cassette cũng chưa chạy quá nhá. Đây, em test thử radio cho các bác này. Thực hiện tốt những cái. Giả tân 108 nhá. Quá là ngon. Con này là tầm 108 nhá các bác, radio sống nhá, về các bác tự dò nhá. Em dò con này. Đấy. Giả tầm 108, em Iva này. Nút liếc anten đầy đủ. Con này là đái đĩa nhá các bác nhá. Các bác về thay mắt là ok đấy. Mã này là mã số 143. Bác nào ưng thì em để với giá 350k. Bằng con kia cho các bác về dọn đấy thôi, làm xả lấy vốn rồi chứ còn lời lãi gì mấy con này nữa. Có sao em báo các bác vậy nhá. Đấy. Đây, tiếp tục một em đài đĩa cuối cùng này. Em này thì đẹp này các bác này, Toshiba màn hình LED
USB này, thẻ nhớ này. Đấy, cái này cũng có đường AUX nha các bạn nha. Đó. Đây là mic, đây là tai nghe. Đấy, đây là đường AUX, đường live in đấy. Con này nút niếc anten đầy đủ này, hình thức cũng đẹp này. Thử điện cho các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhé. Đây, có vào điện màn hình LED này các bác này. Đây, xem nào, đây. Đó, hello này. Em chuyển sang cái chế độ AM. Đây em đây. Con này cũng dò tự động coi nhá. Đó. Rất là nét nha các bạn nhá. Radio vẫn còn lành luôn này. Con này hỗ trợ cả thẻ nhớ USB này. Đấy, đường live in AUX này. Con này thì mắt con này về các bác CD các bác thay mắt là được nhá. Đấy, con này hình thức quá đẹp luôn này. Đó, em xoay một vòng cho các bác xem hình thức con này đẹp lắm. Có đường live in này. Báo hết đi. Báo rồi, báo các bác rồi. Này, mã số này là mã số 144 rồi. Bác nào ưng thì em để với giá 450k các bạn nha. Đấy. Em này thì bắt nét lắm các bạn. Mà hình thức nó đẹp. Nó có cả live in đấy, các bác về cắm nghe điện thoại ok đấy. Đấy. Đây. Rồi em sẽ lên cho các bác một vài mã đã cassette nhá. Đây. Đầu tiên em sẽ lên cho các bác một em Sanyo. Con này giả tần 90 này. MR2900. Con này thì cái anten này thì em kiếm cho các bác, anten khác em bỏ cho các bác nhá. Các bác về tự chế cháo nhá. Sanyo, đây em thử điện nào. Radio có nhận mà radio sống mà sao hơi khó dò các bạn, vì thông thường thì nhà em nó nhiều cái thiết bị chặn sóng đó, các bác thông cảm nhé. Về các bác tự dò con này này, như này là radio sống rồi. Con này cassette các bác dọn nhá. Đó, con này giải tần 90 thôi, một em Sanyo MR2900, mã này là mã số 145. Bác nào ưng thì em để với giá là 700k các anh nhá. Đó, với cái tình trạng như này. Đấy. Đây. Nó sẽ lên cho các bác một em Aiwa J20. Con này hình thức còn đẹp lắm các bạn. Giải tần 108 các bác nhá. Em thử điện cho các bác xem nào. Bác xem video để cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. À, con này có đường AUX này. Con này có đường AUX này các bác này. Đấy. Chung với quốc lộ 37B đi qua Đó. xã Giao Phong, Giao Thịnh. Giải tầm 108 các bác nhá. Ai em bắt ngon lành luôn. Phận 10 xã từ Giao Thiện đến Giao Phong. Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng hơn 490.000 mét vuông, liên quan đến 1.290 hộ dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Giao Thủy đã. Con này em thấy cassette chưa chạy được, việc các bác dọn nhá. Con này đẹp này các bác này, nút niếc anten đầy đủ hết này, hai loa. Thị trấn đã
làm tốt hình thức quy hoạch con đài nó vuông này khá là đẹp các bác. Đó. Đây mà sau này. Quá đẹp luôn các bác nhá. IWA G20 nút niếc anten đầy đủ này. Giả tần 108, hình thức quá đẹp luôn. Mã này là mã số 146. Bác nào ưng thì em để với giá là 950k các bác nhá. Đó. Quá hợp lý cho em một này. Em này về trưng bày hay nghe cũng quá ok các bác nhá. Các bác về dọn ra cassette là nghe thôi. Radio ngon lành rồi. Đấy. Đây. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em Sanyo U4 SF các bác nhá. Tình trạng con này thì đây các bác nhìn có thể thấy này, cái mặt này là nó gọi là bị xước này tí thôi. Đấy. Và nút niếc của nó là đủ này. Anten này thì em kiếm cho các bác em vứt vào thôi. Các bác nhá. Đấy, với cái tình trạng này. Sanyo U4 SF. Hàng bọn em thì hàng bãi. Về làm sao thì em báo các bác vậy thôi. Đấy, chứ bọn em không dọn dẹp cái gì cả. Đây, có đường line nha các bác nhá. Line này, line out này, có hết này. Con này thì dùng DC 9V. Đấy, các bác lưu ý. Đây cái dòng. Đây, có vào điện các bác nhá. Ôi, con này xịt à? Và điện rồi mà chưa thấy nói. Này chưa thấy nói các bạn. Con này có vào điện các bạn nhá. Nhưng mà em thấy chưa thấy nó nói cả. Ô, về các bác ấy thôi. Cái tình trạng này, mã này là mã số 147. Ở tình trạng này thì em để cho các bác là giá là 700k các bác nhá. Đó, một em Sanyo U4 SF. Mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá. Đây. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em Sony. Sony này là CF1900 các bác nhá. Đây, con này tình trạng thì nút này đủ này. Nhưng mà chỉ tiếc một cái là nó bị thiếu mất cái nắp pin này các bạn. Đấy. Con này rất là đẹp nhá. Thì trước còn mới này, nhưng thiếu mỗi cái nắp pin thôi. Đây các bác nhìn thấy cái lớp mạ này. Cái radio của nó còn quá mới luôn. Chỉ thiếu mỗi nắp pin thôi. Này đẹp lắm các bạn, nặng lắm. Này cầm đầm tay. Em thử điện cho các bác nhá. Nhà em thì nó vẫn hơi khó dò rồi, nhưng mà như này là sống radio của các bác nhá. Về các bác dò là nét căng cho em đảm bảo luôn. Đó. Một em Sony CF1900. Quá đẹp các bạn, radio sống còn lành nhá. Đây có chỉnh bát chép ở đây này. Đấy. Con này cassette thì các bác về dọn thôi. Đấy. Nút niếc thì đầy đủ, anten đầy đủ là chỉ thiếu mỗi cái nắp pin thôi. Quá phí cho con này. Mã này là mã số
148 các bạn nhá, 148. Bác nào ưng em này thì em để với giá là 800k các bạn nhá. Nó mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá. Đây sẽ là một em đài cassette cổ cuối cùng này, một em Sony. Sony này là Sony CFM170TV các bác nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh, với các bác lấy về để đầu giường nghe cũng nét lắm. Anh em thử điện. Ồ. Ngày 1 tháng 8 năm 2009 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2013. Một em Sony CM170TV giá tầng 108 các bác nhá. Diện tích hơn 2000 m2. Nghe quá bắt radio quá là ngon luôn các bạn. Kinh phí xây dựng 20 tỷ đồng. Nút nước anten cái đầy đủ nhá. Con này các bác về dọn cassette thôi. Trình xây dựng trường tiểu học. Radio này là ngon lành rồi. Một em Sony nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, các bác lấy về để đầu giường nghe hết đi đây. Các bác bỏ pin đây nghe thôi. Đó, quá mới này. Đấy, các bác không thích mua nguồn 100 thì các bác lắp pin đây các bác nghe thôi. Một em Sony CF170TV. Radio giải tần 108 các bác nhá. Bắt ngon lành. Mã số này là mã số 149. Bác nào ưng thì em để với giá là 450k các bác nhá. Đó. Các bác xem video cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho xin một đăng ký kênh. Đây. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác vài mã nồi cơm các bác nhá. Đây. Đầu tiên sẽ là một em này là em Joji Juicy các bác nhá. Dung tích con này là 1 lít các bác nhá. Đấy. Đấy, giòn riết còn đẹp này các này. Đó. Đấy, giòn riết còn đẹp này. Đây lòng nồi này. Đó. Quá đẹp luôn này con nhá. Đây, để thử điện cho các bác xem nào. Đây, vào điện con nhá. Đó, cái này là nấu thôi. Nóng rồi các bác nhá. Đấy, như này sống rồi. Một em Joji Juicy, dung tích 1 lít. Con này là đời Đó. Con này là đời 2014 các bác nhá. Đấy. Một em Joji Juicy. Mã này là mã số 150. Bác nào ưng thì em để với giá là 500k các bác nhá. Đấy. Joji Juicy. Dung tích 1 lít. Đời 2014 các bác nhá. Đây. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em Bana vuông. Đó. Con này thì dung tích có 1 lít này. Đây giờ. Con này còn giòn còn đẹp chưa các bác này. Giòn còn quá mới này. Đấy. Quá đẹp luôn. Đây lòng nồi đây, lòng này các bác nhìn lòng này. Đây, con này thì về các bác đánh qua phát là sạch luôn. Đây là bị là do bẩn bụi bên Nhật thôi. Em bên em về thì có xả báo vậy, con em không dọn nên là báo các bác vậy.
hình thức còn quá đẹp luôn. Đây là điện cho các bác nhá. Đấy, như này là sống rồi này. Đấy. Em panel vuông. Đây, nóng rồi. Đấy. Một em panel vuông dung tích 1 lít. Con này là đời 2010 các bác nhá, 2010. Đấy. Mã này là mã số 151. Nhiều. Bác nào ưng thì em để với giá là 600k quá nhá. Ui, ui quá rẻ cho các bác về nấu cơm luôn. Hoặc là mua làm quà tặng bố mẹ. Nồi này nấu cơm thì ngon lắm các bác. Các bác thử một lần để xét nghiệm ngay. Đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em Hitachi. Con này thì dung tích cũng 1 lít coi nha. Dung tích 1 lít. Con này đời 2017 các bạn. Đời mới này, 2017 này. Đây, giòn riếc này. Lòng này là còn đẹp các nhá. Đây lòng nồi này. Đấy. Quá đẹp luôn. Dung tích 1 lít. Đó. Chạy rồi nha các nhá. Như là chạy rồi nhá. Đấy. Một em Hitachi dung tích 1 lít. Sản xuất năm 2017. Đời mới đấy. Mã này là mã số 152. Mã nào ưng thì em để với giá là 600k coi nhá. Đó. Đây. Một em Sanyo. Con này khá là nặng các bạn. Sanyo. Con này cũng 1 lít nhưng mà nặng lắm các bạn. Sản xuất năm xem nào. Đây nó không ghi. Không có anh ạ. Này em chưa thấy ở đâu cả các bạn. Hình như là 2009 thì phải. Ừ. Con này như 2009 các bạn. Đây, ui con này giăng cái gì giăng đôi à? À cái này áp suất 2 vùng các bạn. Đấy. À, áp suất bi này. Đấy. Đấy con này con tháo được ra. Này. Đây. Đấy. Giòn riếc của nó còn quá đẹp luôn các anh nhá. Áp suất bi. Đấy, đây, ui giời. Con này lòng như mới luôn các bạn, như mới tinh luôn. Ui giời. Mới tinh tinh luôn. Con này như là các bác mua về quên dùng hay sao ấy. Quên nhà mình có nồi cơm hay sao mà còn mới kinh như này. Đấy, như này là chạy rồi các bác nhé. Đấy. Một em Sanyo. Mã này là mã số 153. 153. Bác nào ưng thì em để với giá là 153. Bác nào ưng thì em để với giá là 650k. Đấy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá.
Các bạn xem video cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho xin một đăng ký kênh. Tôi xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của em nhé. Xin chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo ạ.